không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Wow, làm gì đi? Tại sao đồ đặt lại ở đây? Ê, em à. Hả? Sáng nay chị giặt hai lượt quần áo, chị đem phơi ở chỗ phơi nắng. Sao bây giờ tất cả đều ở trong đây? Bộ đồ ngủ bằng lông này là của má con chị nên em để lại đó. Cái tủ đó em định để đồ dùng con gái. Vậy đồ này? Mấy bộ này đều là của má con chị mặc. Chị biết chỗ phơi đồ rất nhỏ mà. Ra giường và quần áo của em đều phơi ở đó. Dĩ nhiên là chị biết. Ra giường và quần áo của em đều do chị giặt chị phơi. Thì đó, quần áo chất chồng lên không thông gió, phơi mấy năm cũng không khô nổi. Người nhiều dĩ nhiên quần áo cũng nhiều rồi. Em đem hết vô đây không có thông gió, quần áo của chị cũng đâu có khô được. Chị hai à, nhìn em nè, mặc tới mặc lùi chỉ có mấy bộ này thôi. Không khô thì đâu có đồ thay. Không có nhiều quần áo đẹp để thay đổi như chị. Nè, để trong đây từ từ khô cũng được mà. Còn nữa, mấy cái này là của chị đó. Cho chị mượn đi. Cho chị mượn đi mà. Lâm Lâm đừng có làm ồn, đừng có giành nữa. Lâm Lâm cho chị mượn xài chút đi, cùng nhau xài ha. Nhưng chỉ ta tầm Lâm làm cục ngỗng giết của con rồi. Đồ nhỏ mọn cho chị mượn hộp bút mặt cũng không được. Không cho mượn. Nè, tụi con đừng có ồn nữa. Làm gì ồn màu vậy? Có mấy cái giết màu thôi mà. Cần giữ chặt như bảo bối vậy không? Em à, hộp giấy đó là của Lâm Lâm, là phần thưởng quán quân khi mà tham gia cuộc thi vẽ của thành phố. Bản thân nó cũng không nỡ dùng. Chị hai à, chị có học thức phong phú không lẽ không biết vậy con? Phải biết chia sẻ và cùng hưởng thụ sao? Em à, chị hoàn toàn không để ý chia sẻ cùng em kem dưỡng da đắp mặt hay là dầu gội đầu của chị. Tuy là em chưa có được sự đồng ý của chị, nhưng nếu như người ta không muốn chia sẻ với em cũng nên tôn trọng ý kiến của người khác chứ. Bé Quý còn nhỏ, nếu bây giờ em không dạy nó sau này sẽ không có lễ phép. Chị hai, đi một vòng lớn ý chị muốn nói em. Không biết gia giáo khi ở chung một nhà có cần phải chi ly vậy không? Vì chị xem em là người một nhà cho nên mới nói thẳng với em như vậy. Chị không muốn bé Quý không tốt. Mỗi người nhìn một câu đi. Bụng con ba đang to như vậy, con nhường nhịn nó một chút. Quý Quý, con đừng có bá đạo như vậy. Cái bàn nhỏ như vậy hai người làm sao mà đủ xài. Im miệng, con qua đây. Qua đây cho má. Cô biết bây giờ là người ăn nhỡ đậu không? Nhường nhìn một chút. Nè mọi người đừng có ồn nữa. Anh ba. À, tai khám xong rồi hả? Có gặp bác sĩ tâm lý hay không? Dạ có. Bác sĩ nói nguồn gốc căn bệnh của anh ba là bởi vì anh quá lo lắng vì tiền bạc. Bây giờ anh hai đã trả tiền thuốc men cho anh rồi. Số tiền lần trước anh không cần trả lại. Anh đang có 400.000. Anh không còn áp lực nên đã yên tâm hơn. Nhưng mà đúng là làm khó cho anh hai và chị hai em rồi. Là người nhà đừng nói như vậy. Quý Quý, con không mau xin lỗi Lâm Lâm. Làm chị phải nhường nhịn em một chút. Xin lỗi? Làm gì vậy? Bộ hai đứa ồn nữa hả? À không, chuyện nhỏ thôi. Lâm Lâm à, vô phòng làm bài tập với con nha. Đi vô phòng đi. Dạ. Ông xã, anh có khát không? Để em rót ly nước cho anh. Mật ong không biết để đâu rồi. Chị ba, chị muốn tìm mật ong hả? Ở chỗ này. Em cũng muốn làm mật ong để uống. Làm chị luôn nha. À chị ba, nếu sau này chị muốn xài dầu gội đầu hay là kem dưỡng da, chị có thể xài mấy thứ của em. Chính là mấy hộp màu xanh. Chị cứ dùng tự nhiên đi. Xài qua rồi, làm da bị dị ứng. Còn nói nữa, nổi một đống một nhọt. Vậy em mua vài thứ chống dị ứng cho chị ha. Sao tự nhiên khách sáo vậy? Mọi người đều là người một nhà mà. Nếu mọi người không nhường nhịn lẫn nhau, rất dễ có hiềm khích. Vậy mà còn chưa nhường nhịn. Chị nghĩ cho anh ba em thôi. Miễn cưỡng chịu khó tới đây ở, tưởng tề tụ như vậy vui lắm sao? Thiệt ra chị hai mới là khó xử nhất. Chị đã vì chúng ta đem bán nhà rồi chuyển tới đây ở. Trước khi lấy chồng chỉ là con một đó. Người nhà của chị rất là cưng chiều chị. Sau khi chị chuyển tới đây, từ sáng tới tối giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, cái gì cũng tự tay làm. Anh chị dọn tới đây chỉ nhường căn phòng lớn cho anh chị. Đúng là không còn lời nào để nói. Em càng không có lời nào để nói. Lạc à, em còn nhiều lời hơn chị đó.
Chị chất phát lớn lên ở thôn quê, người ta được coi chị là đứa trẻ nhặt phân bò. Thiệt ra cũng được ba má yêu thương vậy, không ngại nói cho em biết nha. Trước khi gả cho anh ba em, chị cũng là viên ngọc quý trên tay của ba má trong một phòng rất to. Căn nhà thì rất lớn, không giống chỗ này đông đúc như vậy. Vốn định làm nhân viên bán hảo sắp thời trang, sau đó sẽ làm bà chủ, an nhàn tự tại. Không ngờ là để anh ba của em làm cho bụng bự như vậy cả một đời. Đúng là gây nghiệt chướng mà. Làm vợ hiền mẹ tốt là phúc phận. Phúc đâu không thấy, chỉ thấy chị và anh ba ở một căn nhà cũ kỹ nhỏ xíu, không bị người ta ép dời đi. Em còn có phải suối quẩy không? Sau khi anh ba bị thương ở chân, không biết có nên dọn về thôn quê ở, đừng ngủ trên giường to ở căn nhà thật lớn. Nhưng chị không có quyền quyết định, cũng không có nhà cửa. Nếu dọn về người ta sẽ nói như thế nào? Nói chị tham ăn tham ở, anh ba em là người rất giữ thể diện, để ảnh nghe mấy lời này thì còn thể thống gì nữa. Giờ còn mắc bệnh rối loạn tâm lý, nghe mấy lời này chị muốn nhảy lầu tự tử thôi. Tóm lại chị cũng vì nghĩ cho anh ba em, mới tuổi thân dọn tới đây ở. Còn nữa, đừng nghĩ tôi nói chuyện lớn tiếng như vậy là không gia giáo này gia giáo kia. Chị tất cả cũng vì anh ba em thôi. Lầu Tiếu Lan này vì nhà họ Quan mang thai cũng rất cực khổ mà. Nhưng mà có ai hỏi thăm an ủi hay chăm sóc bà bầu như tôi hay không? Sư phụ, hey. Mọi người xong việc thì có thể về. Được rồi. Ê, hey, anh An, tìm được cái chỗ bán bia 10 đồng một cát nè, rẻ lắm. Tối nay mình đi uống. Tôi không đi, tôi còn phải làm ca đêm. Không phải là cháu chứ, ngày làm là tối cũng làm, coi chừng trở thành con tép khô đó. Thầy yên tâm, tối nay là mấy công việc nhẹ thôi. Hơi, hey, nói thiệt, nhà của anh An bây giờ đông đúc nhiều, nhúc nhích một chút thì đụng người, về sớm hả chứ ồn thêm. Hey, anh tưởng là ai ai cũng nóng tính giống anh, là đụng chút là phun lửa. Hey, An à, thầy biết gần đây cháu đang cần tiền mặt lắm, nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn. Yên tâm đi sư phụ. Hơi, cũng may tôi không vướng bận gia đình, một mình tiêu dao tự tại. Đàn ông có một mái nhà để gánh vác, như vậy mới gọi là có mục tiêu, có biết không? Đương nhiên rồi, tan ca về có một mái ấm thật là khác biệt đó. Tụi bay không biết sao? Phải ha chú Hải, chuyện này chú rõ nhất. Chú có hai nơi chờ chú về hưởng thụ. Cái thằng này, cả tao mày cũng dám giỡn mặt. Này, tôi đi trước. Được, tạm biệt. Bye bye. Uê. Anh An à. Anh An, cái bột sữa xong chưa? Xong rồi, tối nay phải lát gạch dưới đất. Phải, cái làm xong rồi thì về đi, việc còn lại để tôi dọn. Anh chỉ ăn bánh mì không à, bộ không ăn cơm. Ừ, quen rồi, vậy tụi em về trước nha. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt anh An. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt. Alo. Alo, ông xã. Bà xã chuyện gì? Khi nào thì anh tan ca về? Không có nhanh như vậy đâu. Em và con ăn cơm chưa? Chuyện gì? Không gì không gì. Anh đang làm việc, không giữ điện thoại nói chuyện được.
được hả? Không phải. Chị thăm gì ta, đến góc bịt bịt cũng nằm sải tay sải chân được nè. Hiếm lắm tối nay cô mới không về ngủ, còn mới có thể qua đây ngủ với bà nội đó. Có vui hay không? Vui lắm, có thể ngủ chung với bà, ngủ chung với em gấu Pi Pi. Ồ, được rồi, mau ngủ đi, gấu Pi Pi cũng buồn ngủ. Để con hát một bài cho gấu Pi Pi rồi ngủ liền. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sao ạ? Làm cho em tỉnh giấc. Em chưa có ngủ, em hâm canh lại cho anh ăn nha. Hey, không cần. Hôm nay bao tử của anh no suốt ngày. Sợ uống nhiều quá ngủ không được. Ông sợ. Hả? Anh làm ít việc lại đi. Em nhìn thấy anh cực khổ như vậy, trong lòng khó chịu lắm. Có câu nói này của em, tinh thần của anh liền phấn chấn, không còn chút cực khổ. Anh luôn phải làm cho em thấy khó chịu trong lòng thì anh mới chịu à. Bắt má con em ở trong căn phòng chật hẹp như vậy, trong lòng của anh không được yên. Ê, Lâm đâu? Cô Lạc đã đi ly đảo, nó liền qua đó ngủ chung với bà nội rồi. Ờ, con nhỏ này, làm bài tập xong thì lại để trên giường. Quý Quý chiếm lấy cái bàn ăn để làm bài tập, làm cho Lâm phải làm bài ở trên giường. Ê. Ê, ba về rồi hả? Con chưa ngủ sao? Con nghe tiếng biết ba về rồi. Má nói bà làm việc rất cực khổ, con đấm bắp cho bà nha. Ê, Lâm ngoan, bà không có mệt. Lâm chăm chỉ học hành ngoan ngoãn là được rồi. Má hứa mua bàn học cho con, con hứa sẽ học hành đàng hoàng. Lâm ngoan như vậy hay là để cho ba tự tay làm một cái bàn học cho con, học bài viết chữ? Có công chúa không? Đương nhiên là có, còn lâu đài nữa. Hay quá, má tay trước đi. Được thôi. Nè, bây giờ con đi ngủ đi. Nếu không khi bà nội tỉnh dậy không thấy con, tưởng Lâm bị bà phù thủy bắt đi rồi. Con muốn hôn bà trước khi đi ngủ. Ok. Good night. Bà má ngủ ngon nha. Ừ, ngoan. Bye bye. Hey, chớp mắt một cái lại qua 24 tiếng rồi. Thời khắc vui vẻ trôi qua thật nhanh. Phải nói tạm biệt với Nam Nha Đảo. Lại phải về trang chút nữa. Không biết lúc nào mới có thể trở về một nơi yên tĩnh như vậy, trải qua thế giới của hai người. Đừng có trề môi nữa. À phải, em nghĩ tới dọn ra ngoài chưa? Em muốn con không dám nghĩ. Tiền thuê nhà rất mắc. Hai người cùng mướn thì đâu thấy mắc nữa. Vậy không phải là sống chung sao? Mình dọn ra ở chung có nhiều lợi lắm. Có thời gian gặp nhau. Anh không cần đưa em về trong giờ quy định. Nhưng mà chi phí sẽ rất lớn. Cũng không thể nói vậy. Mình có thể dọn tới gần chỗ làm việc. Thứ nhất tiết kiệm thời gian, thứ hai tiết kiệm tiền xe. Không cần nghỉ hẹn hò chỗ nào, có thể ở nhà nấu cơm, cùng nhau coi DVD, tất cả đều giống nhau. Có hấp dẫn không? Nhưng mà em lớn như vậy chưa bao giờ thử dọn ra ngoài ở. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Bây giờ em dọn ra là một thời cơ tốt. Em dọn ra ngoài, Lâm có thể ở phòng em. Anh hai chị hai có không gian riêng của hai người. Tình cảm thoải mái, trong lòng cũng vui hơn. Ít tranh cãi với chị ba của em. Còn ngược lại. Ừ. Anh tốn nhiều công sức vậy, thiệt ra lo nghĩ cho gia đình của em. Hay anh muốn dù em dọn ra ngoài ở chung với anh hả? Hai chuyện đều có xung đột. Anh chỉ muốn em được vui. Nhưng chuyện quan trọng gì, em phải bằng bạc với mọi người trong nhà đó. Ừ. Đi hả? Gina, giúp chị dọn cơm. Không có gia đình anh bá, nhà chỉ làm một mình được rồi. Sao ạ? Để Lâm phụ nha. Lâm ngoan. Cơ à, hôm qua cơ và chú Đại Đình đi chơi có vui hay không? Lâm à, tại sao con hỏi vậy? Nếu như con đi chơi thì con có thể ngủ với bà nội, vừa được ngủ cái giường vừa thơm, vừa lớn vừa thoải mái. Còn được ôm em gấu Pi Pi ngủ nữa. Tối hôm qua Lâm thiệt là vui. Nó hát hết bài này tới bài khác. Hát hoài không ngừng đó. Con lại làm ồn đến nỗi bà nội ngủ không được có phải không? Đương nhiên là không phải. Má rất thích nghe nó hát. Nghe nó hát xong hả? Má ngủ rất là ngon. Hey,
Anh ăn cơm, còn sớm vậy đi về rồi. Phải, anh quên giải thích công cụ, anh đem đi trước. Anh còn phải đi làm việc. Ờ, phải. Anh Hai à, ăn cơm xong rồi mới đi. Không được, anh vội lắm. Ăn có mấy miếng cơm mất bao lâu, ăn xong rồi hắn đi làm. Phải đó. Dạ. Từ từ ăn. Hay, ăn vội vậy để làm gì? Từ từ thôi. Cảm ơn. Ăn nhanh rồi, vậy rất dễ bị đau bao tử. Anh Hai à, trận banh tối nay hay lắm, nhớ về sớm coi nha. Nói không chừng anh không về sớm vậy đâu. Em làm trưởng phòng, chiếm luôn cả cái tivi đúng là yên tĩnh thiệt. Nhưng kiếm một người coi chung cũng không được. Hay, thằng An và thằng Khang tụ tập trong một phòng, một mình con chiếm một cái phòng khách còn nói lời lạnh lùng. Má à, con bị ép làm trưởng phòng mà. Thiệt ra, một nhà mà ở tới 9 người, một người lại đang mang thai, đúng là rất chen chứ. Nếu như con dọn ra ngoài, vậy thì Lâm Lâm có thể ở chung một phòng với má. Mọi người có thể thoải mái một chút. Chị à, đi ly đảo xong chị có định sống chung với Đại Đinh không? Cái gì? Sống chung? Không được. Sống chung với người ta vậy làm sao mà được chứ? Cô ba và bà dì suốt ngày có hỏi má khi nào con lấy chồng, nói là kết hôn đãi tiệc rồi phải mời bọn họ. Nếu con sống chung với người khác như vậy, má ăn nói sao với họ hàng? Huống hồ không danh không phận, sau này người chịu thiệt thòi là con đó. Con nói chơi thôi mà. Hey, đây nè Đại Đinh. Xin lỗi, sáng sớm đã gọi em. Không sao, em cũng thức giờ này mà. À, Đại Đinh à, uống một ly cà phê cho tỉnh táo nè. Chú Sáng, trà sữa đá làm phiền. À, được, chờ chút. Nè, Đại Đinh à, trứng đánh rất là nổi, mau ăn cho nóng. Không cần, ba ăn đi. À, ăn à, thầy đi làm trước nha. À, thầy đi đi, từ từ nói chuyện. Mới sáng sớm, kéo lê cái mặt ra, không có lịch sự gì hết. Làm cha mẹ ai cũng muốn tốt cho con cái. Anh Hai An, sáng sớm hẹn em có chuyện gì à? Trà sữa? Không. Hôm qua Lạc Lạc nói với anh là muốn dọn ra ngoài ở. Tụi em bàn xong chưa? Vẫn chưa. Nhưng gần đây nhà của anh nhiều người ở chung, em thấy Lạc Lạc dọn ra mọi người thoải mái hơn. Em biết tính của anh rất là thẳng, không muốn can thiệp vào chuyện của hai đứa tụi em. Hai đứa đã nhận định đối phương là đối tượng kết hôn của mình chưa? Đương nhiên. Nếu vậy tại sao không danh chánh ngôn thuận để làm đám cưới? Em đối với Lạc Lạc là thật lòng, nhưng em thấy bây giờ chưa phải lúc kết hôn. Anh không có hiểu. Nếu kết hôn với Lạc Lạc, em phải cho cổ một mái ấm, nhưng em chưa đủ tiền để mua nhà. Anh hiểu. Mỗi người kết hôn đều nghĩ phải mua nhà trước. Phải có vui vẻ không liên quan đến chuyện lớn hay nhỏ. Bước đầu hai đứa tụi em có thể mua một căn nhà nhỏ trước. Em không muốn hai tay đem tiền liền vào một nơi không bao giờ tăng giá. Nhà nhỏ chỉ đủ cho em và Lạc Lạc ở chung. Nếu như sau này kết hôn sinh con, vừa phải đổi nhà để dành tiền cho baby, em không biết đủ tiền đổi nhà không nữa. Em thà tập trung đầu tư cổ phiếu, tiền đổi tiền tỷ lệ kiếm lời cao. Nếu lúc đó muốn kết hôn thì có thể sớm mua căn nhà lớn. Cách nghĩ của thanh niên tụi em đúng là khác với người đi trước giống như anh. Không biết tại sao cái kem này từ nhỏ ăn cho tới lớn đều rất là ngon như vậy. Con người em đúng là đối với cái gì cũng một lòng một dạ. Đại Đinh có mắt nhìn người, hiểu được mới chọn em. Vậy em chọn Đại Đinh có chọn sai hay không đây? Hình như nó quá cầu tiến. Anh cảm thấy ảnh không có đủ vững chắc. Sáng nay anh có đi ăn sáng với nó. Chuyện dọn ra ngoài không phải là anh xúi giục em đâu. Em đừng có căng thẳng. Không phải anh có lòng kén chọn nó. Nói cho cùng nó là con của sư phụ, anh xem nó giống em trai. Đại Đinh thật ra rất kính trọng anh đó anh hai. Anh nhắc em, cuối cùng thì nó cũng làm trong ngành cổ phiếu. Tóm lại sẽ chịu ảnh hưởng của thị trường mà đi mua cổ phiếu. Em biết đó, chơi cổ phiếu thật sự có nhiều sóng gió, không cầm 10 được 9 đâu. Nhưng Đại Đinh biết điều phối. Anh không phải là loại người mua đại mua càng. Nè, nếu như chơi mà bị lỗ vốn thì sao? Đến lúc đó nhà cũng không mua được.
chuyện đám cưới của tụi em cũng phải kéo dài thêm. Nói thiệt nha, em vẫn không muốn vội kết hôn. Chờ sau mấy năm nữa mới kết hôn cũng đâu có trễ. Tâm nguyện lớn nhất của em bây giờ là muốn để dành đủ tiền giúp anh hai mua căn nhà. Hey, chuyện này em khỏi cần lo. Anh luôn lo lắng vì gia đình này còn chưa an cư lạc nghiệp. Dù em ở trong nhà lớn, lòng em cũng sẽ không yên. Em đó, em lo chuyện của em trước đi. Có rảnh, nhắc nhở Đại Đinh. Trước khi chưa kiếm tiền nhiều, nghĩ cách làm sao giữ được vốn trước. Nếu như nghĩ được như vậy sẽ không có hồ đồ. Anh không cần phải lo cho em. Em tin tưởng Đại Đinh. Anh chỉ muốn lấy tiền kiếm tiền, nhưng không phải mạo hiểm giống như là tụi đánh bạc. Anh là người rất có trách nhiệm. Em thích ảnh cũng là vì ảnh giống anh. Ảnh là một người rất lo cho gia đình, gánh vác khó nhọc, không có oán trách gì hết. Wow, em nói giống như là trên đầu của anh có một dòng hào quang. Phải, ảnh giống anh 100%, nên em mới thích ảnh. Em nói giống như anh, vậy đâu có gì để nói nữa, còn cái ý kiến gì? Gia Lạc à, tôi pha cà phê, pha thêm một ly cho cô. Cảm ơn. Ừ. À, có phải anh Mai hối không? Anh kêu tôi mau viết xong bản thảo mấy cái tin mới đó. Ê, không phải anh không có hối. Ha, thật ra cô rất là siêng năng, nhưng mà đáng tiếc ông chủ không có mắt nhìn người. Đâu có. Ừ. Phải rồi, Gia Lạc. Ừ? Có phải cô rất quen thân với ông chủ Cao Đỉnh Chim đúng không? Không phải. Nước sông không phạm nước giếng. Có người nói cho tôi biết cô ở trong quán ăn cùng với ông Cao, cùng nhau ăn đồ ăn rất là vui vẻ đó. Không phải như vậy, chỉ trùng hợp thôi. Điều là chuyện buôn bán cho tôi mới vừa gặp nhau. Tôi với ổng không có thân gì mấy. Trời, đâu cần khẩn trương vậy. Một lần rồi hai lần sẽ quen thôi. Wow, nếu để tôi có thể tiếp cận được với người giống như ông chủ của Đỉnh Chim, vậy thì phát tài. Người nhìn về phía Cao. Cô đó, giống như là một con trâu đang làm tạp vụ cho công ty. Đôi lúc còn phải đi tới đi lui với anh Mai nữa. Làm sao mà phát tài lớn được? Tôi đang nói bây giờ thị trường nhà đất đang thịnh vượng. Tốt nhất là làm đại lý địa ốc có thể kiếm rất nhiều tiền. Trước đây tôi đã giúp cho Đỉnh Chim tìm được một khách hàng lớn. Wow, ổng cho tiền tôi hả? Thiệt đúng là rất hậu đãi đó. Ồ, thì ra có được voi đòi tiền. Muốn đổi nghề là mua bán địa ốc hả? Ồ, quy mô của Đỉnh Chim lớn vậy. Cả cửu tân giới đều có dấu chừng của nó hết. Cửa hàng chi nhánh nhiều hơn cửa hàng tiện lợi. Phúc lợi tốt, tiền thưởng cao, có nhiều cơ hội thăng chức. Còn nữa, Đỉnh Chim hả? Chuyên kinh doanh căn hộ cao cấp và nhà giá cao. Wow, nếu như cô ký được một hợp đồng, tiền thưởng hả nhiều gấp mấy lần tiền lương của cô luôn. Nhưng mà tôi thật sự không có ý định đổi công việc. Hơn nữa, không phải tiền của cô, không có rơi vào túi của cô. Cô hai, vậy cô đem tiền của cô bỏ vào túi của tôi đi. Tôi thật sự rất muốn đến làm việc ở Đỉnh Chim. Thì nếu như lần sau cô gặp ông Cao, giới thiệu cho tôi quen với ổng đi. Cứ xem như cho tôi giữ hơi chút hả? Tôi với ổng thật sự không có quen cho lắm. Bây giờ thị trường nhà cửa Hồng Kông đều quá mắc. Đối tượng mua nhà đều là di dân đầu tư hay là người địa phương đầu tư. Còn có một số building cao tầng theo kiểu nhà quy mô lớn sang trọng, sau khi được trang trí một cách xa hoa, giá của căn hộ cao cấp sẽ tăng và biến động. Chừng đó sẽ kéo theo những căn nhà ở cùng khu, tất cả đều được lên giá. Công ty Đỉnh Chim sẽ thành lập một bộ phận chuyên bán những căn nhà cao cấp. Hy vọng là mọi người cùng nhau hợp tác, làm cho bộ phận này phát triển mạnh. Nhất định. Ông Cao, cô Hoàng phóng viên của Tuần Báo Địa Ốc muốn hẹn phỏng vấn ông. Cô xem giùm tôi lịch chiều nay thế nào. Buổi chiều ông có hẹn bà Cao đi uống trà. Nửa tiếng sau mở tiệc với Trần Tổng. Tối nay còn có cuộc hẹn tối. Thêm vào lịch tôi sẽ uống trà vào buổi chiều. Có cần thông báo với bà Cao kêu bà tới trễ một chút không? Không cần. Cứ hẹn với phóng viên đó giùm tôi. Tôi cho cổ 15 phút. Ừ. Bánh kem cherry xanh hai tầng này rất ngon. Chia một tầng cho anh thử nha. Toàn căn nhà có thể chia ra nhiều tầng để bán mà. Bánh kem hai tầng này mùi vị không giống nhau. Phải ăn chung mới ngon. Em ăn đi. Ok. À phải, thứ bảy tuần sau có A&A Symphony Orchestra, đoàn âm nhạc Hòa Bách Lâm, làm một buổi hòa nhạc từ thiện. Khó khăn lắm em mới đoạt được người tài trợ cấp 1.
Nếu có thời gian, anh nhất định phải đi chung với em. Nhạc Quảng Quyền. Sao lúc nào em cũng tỏa ra nghệ thuật hết vậy? Người tài trợ cấp sao, ngoài hai người chúng ta ra, còn có vợ chồng Đỗ Mộ Chí, vợ chồng Dương Ngọc Tô, còn có Hà Tất Nhiên và Giảng Trực Lân. Họ đều là nhân viên cao cấp của bộ quy hoạch đã về hưu. Những bà vợ cán bộ cấp cao lúc đọc thư đã rất thích chơi nhạc Quảng Quyền, cho nên bây giờ mới tài trợ một số buổi hòa nhạc, dự định thúc đẩy văn hóa âm nhạc mà. Thì ra dạo trước anh thường nghe mấy bản nhạc này là vì đang tập luyện. Mọi người ai cũng có vấn đề để nói mới có thể xâm nhập vào cuộc sống xung quanh họ. Phụ dung phong nhã cũng khó mà tránh khỏi. Cảm ơn bà xã của anh nhiều lắm. Bất luận là đời sống hay là làm ăn, nếu như không có sự vất vả của em, anh nghĩ là Cao Hoàng Chim sẽ không có được ngày hôm nay. Anh có thành công cũng chính là em thành công. Cũng anh nói thôi, bánh kem cherry 2 tầng phải ăn chung mới ngon. Ông Cao. Chào bà Cao. Không cản trở hai người chứ? Ngồi đi. Không đâu, thực ra cũng tới hẹn rồi. Hai người từ từ nói chuyện nha, em đi trước. Được. Chào bà Cao. Tạm biệt. Ông Cao, hôm nay đúng là rất cảm ơn ông. Ông bận rộn vậy còn dành chút thời gian để tiếp tôi. Tôi cũng rất thích lời văn của cô. Đây không phải là lần đầu tiên ông tiếp tôi. Gọi tôi là June được rồi. Tôi biết những người làm phóng viên như cô rất quý thời gian và tranh thủ từng giây từng phút. Đây là một chút lòng thành. Xem như tôi cảm ơn cô đã viết bài báo lần trước rất hay. Ông Cao, ông thì quá khách sáo. Tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi. Một chút lòng thành. Nếu cô không nhận thì cô đã xem tôi là người ngoài rồi. Vậy tôi không khách sáo. Cảm ơn ông Cao. À phải, thật ra lần này phỏng vấn ông Cao chủ yếu là muốn biết hướng hoạt động gần đây của Đỉnh Chim. Nghe nói các ông sẽ thành lập một bộ phận chuyên mua bán căn hộ cao cấp, có đúng không? Tôi đang xem trọng việc mua bán những căn nhà cao cấp và tài liệu liên quan tới hoạt động gần đây của Đỉnh Chim đều nằm trong này. Cô đang cần viết tình hình bất động sản. Tôi nghĩ tài liệu này rất có lợi cho cô. Đặc biệt là những căn hộ cao cấp của công ty chúng tôi. Khi mà cô viết bài, hãy viết về chúng tôi tốt một chút. Hiếm khi được ông Cao vui vẻ tư vấn nhắc nhở. Hợp tác được với ông Cao thật sự rất vui. Cô June, tôi rất thích những bài do cô viết. Đưa cho cô viết bài tôi rất yên tâm. Cảm ơn ông Cao đã tín nhiệm. À phải, đợi một chút. Không biết ông Cao có thời gian hay không. Hay là chúng ta tới chỗ khác uống gì. Sẵn tiện cho tôi một cơ hội tìm hiểu ông một chút có được không? Ngành địa ốc chúng tôi rất tôn trọng những người bạn trong giới văn hóa. Chúng ta nên giữ một khoảng cách, sau này gặp nhau cũng được tốt hơn. Vậy cũng đúng. Ông Cao quả như là người quân tử. Ê, anh Chim, sao đúng lúc vậy? Không phải quên em lại rồi chứ? Rachel, nhân viên tốt nhất của Thành Quy, sao lại không nhớ? Lần trước, sau khi uống cà phê ở hồ bơi cùng anh, em nghĩ lúc nào mới có thể gặp lại anh. Cô hứng thú đi uống cà phê không? Hay hẹn bữa khác nha. Hẹn tới hẹn lui, cà phê nguội rồi uống không ngon. Có một số chuyện phải tranh thủ làm liền. Cứ đi shopping đi, thích cái gì thì vô sổ của anh. Vậy 15 phút sau gọi điện thoại cho anh. Ý, tại sao sách quảng cáo showroom hết rồi? Hôm nay có rất nhiều khách đến tòa nhà. Tôi đi lấy cho. Được. Đăng tổng, lên bên này. Ông Cao xin chào. Đưa bạn tới coi nhà hả? Phải. Xin lỗi, nhân viên bây giờ hơi bận. Nếu như ông không ngại, tôi sẽ giới thiệu cho ông một ngôi nhà có được không? Được. Bên này. Mời. Mời người. Được. Cảm ơn. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chú. Được. Alo. Không thành vấn đề, tôi gọi lại liền. Cô cần giúp gì không? Ông Cao, không cần. Tài liệu nặng như vậy, một cô gái làm sao có thể cầm hết nổi? Không nặng, tôi làm được mà.
cảm ơn ông. Đăng tổng hả? Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi trước. Ê, không sao, anh có chuyện đi trước đi. Giúp tôi đón tiếp ông Đăng. Được. Những gì mà cô giới thiệu tốt hơn so với nhân viên của tôi đó. Vậy sao? Không biết ông Đặng có ưng ý được ngôi nhà nào chưa vậy hả? Tôi muốn tìm một cái hướng nam, xem thử cảnh quan có cái gì cảnh quan đúng hay không. Không thành vấn đề. Hay là tôi cho ông xem một đoạn hình, ông sẽ càng rõ hơn. Nhưng mà cái đoạn hình này nó không có đủ thiệt. Quả là không có thỏa đáng chút nào. Tôi chỉ muốn coi thiệt mà thôi. Nếu như ông Đặng muốn mua, tôi có thể đưa ông đi xem quang cảnh thật được không? Quang cảnh thiệt? Đúng. Được. Alo, DC, Quang Gia Lạc đây. Nè, hồi nãy có phải cô đã tiếp đại một khách nội địa? Cô có biết ổng ở đâu không? Đi uống rượu, quán rượu nào? Cô không đi chung với ổng hả? Vậy... Alo, DC. Chứ gì đã cúp máy. Làm sao đây? Xin lỗi, cô cần gì? Tôi muốn tìm ông Cao. Cô họ gì? Là người công ty nào? Có hẹn trước không? Tôi họ Quang, tôi không có hẹn trước. Xin lỗi cô Quang, nếu chưa hẹn trước, ông Cao không có thời gian để gặp cô. Vậy đi, tôi giúp cô xếp lịch hẹn 3:45 ngày mốt được không? Xin lỗi, tôi thật sự có chuyện gấp phải tìm ổng mà. Xin lỗi cô, không phải cô muốn gặp ông Cao là có thể gặp được ổng đâu. Không phải đâu, tôi thiệt có chuyện gấp muốn tìm ông Cao. Tôi muốn nhờ ổng giao trả một vài thứ cho người ta. Nếu vậy thì cô để ở đây tôi giúp cô đưa cho ông Cao. Không được, chuyện này quan trọng vậy, tôi không thể tùy tiện giao cho người khác. Lỡ như có mất mát cái gì sẽ rất nghiêm trọng. Xin lỗi, tôi chỉ làm chuyện nên làm, cô đừng làm khó tôi mà. Ông Cao. Ông Cao. Lệ cô. Đây là 1 triệu. Tôi nghĩ ông Đặng hôm nay tới qua nhà đã để quên. Để tôi kêu thư ký liên lạc với ông Đặng. Cô chờ một chút. Mình từng tuổi này chưa từng thấy qua 1 triệu. Đến lúc nói lời tạm biệt. Chụp tấm hình trước đã. Đẹp, chụp lại đã. Một, hai, ba. Xin lỗi nha ông Cao, tôi từng tuổi này chưa từng thấy qua 1 triệu nên không kềm chế được mới chụp hình. Từ trước tới giờ tôi nằm mơ cũng không mơ có 1 triệu. Hồi nãy tôi cầm trong tay, thật sự rất căng thẳng, tim tôi nhảy thình thịch. Tôi rất sợ không thấy trong tay của tôi nữa. Thật ra cô lượm được túi tiền 1 triệu, cô có nghĩ qua sẽ giữ làm của riêng không? 1 triệu không phải là ít, tôi thật sự không dám tham, rất có thể sẽ ngồi tù. Nhưng nếu như cô có được số tiền này, cô
cô sẽ dùng nó như thế nào? Nếu như trời cho số tiền này, tôi không thể xài phung phí, tôi sẽ được cho anh hai giữ để anh trả kỳ đầu khi mua nhà. Mua nhà? Nhưng mà không được, anh hai tôi nhất định sẽ không có nhận tiền bất nghĩa, sẽ không nhận mà còn la tôi nữa đó. Thì sao? Anh hai tôi từ nhỏ đã dạy chúng tôi không được tham của rời. Anh nói nếu không phải tiền do hai bàn tay mình kiếm, xài tiền sẽ không có an lòng. Tôi đã lãnh giáo nguyên tắc của anh hai cô rồi. Anh quản giáo các cô quá nghiêm khắc đi, không thấy đáng thương hay sao? Bà tôi mất sớm, anh hai phải gánh vác ngôi nhà này thế bà. Anh rất yêu thương em trai em gái, dù có cực khổ cũng phải lo cho chúng tôi học xong đại học. Thì tôi học nhiều hơn ảnh, nhưng ảnh thường xem tôi như nha đầu khờ nhắc nhở tôi. Anh hai tôi rất tốt, không ai tốt bằng. Trong mắt của anh cả, em gái mình luôn luôn ở tuổi hồn nhiên và cần được bảo vệ. Ông Cao, ông có em gái không? Em gái tôi là người sống nội tâm, rất yếu đuối, cho nên người làm anh này không thể không bảo vệ. Thì ra ông có là một người anh trai tú. Tôi chỉ có một ước mơ, chính là giúp anh hai an cư lạc nghiệp là tôi mãn nguyện rồi. Nhưng mà tôi nhất định phải dùng cách kiếm tiền chính đáng. Cô và anh hai của cô là người ngay thẳng thật thà, nhưng mà cái cách kiếm tiền bây giờ của cô, không biết đến khi nào mới kiếm đủ tiền để giúp anh cô. Nửa phiên đầu đúng là rất đặc sắc. Tôi nghĩ nửa phiên sau nhất định sẽ hay hơn. Chủ yếu là muốn biết hướng hoạt động gần đây của Đỉnh Chim. Hy vọng anh đến kịp để nghe nửa phiên sau. Anh Chim, surprise. Sao trùng hợp vậy? Khi nào chúng ta mới đi uống cà phê nữa? Ly cà phê lần trước chỉ là ngẫu nhiên thôi, không phải là khẩu vị cố định. Tôi đã hẹn với vợ của tôi tối nay đi nghe nhạc. Xin lỗi, thất lễ. Wow, cô cũng thích xem sao? Dĩ nhiên rồi. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ. Chào ông Cao. Làm ăn quan trọng hơn. Sao, người khách đó dài dòng lắm hả? Lần đầu tiên hợp tác nên bàn hơi lâu. Cũng may phần đặc sắc nhất là ở phiên sau. Mai mà anh đến kịp. Thật sao? Hay chúng tôi không làm phiền hai người ân ái nữa, chúng tôi qua bên kia. Luật sư Dương ở bên kia, anh muốn qua chào hỏi một tiếng. Ok. Chào bà Cao, tôi là Rachel, nhân viên của Địa ốc Thành Quy. Chào cô. Tôi và anh Chim rất là thân, không biết trước mặt cô ảnh có nhắc gì tới tôi không? Ảnh là người quen biết rộng, bạn bè của ảnh tôi không quen hết được. Tôi với anh Chim cũng không phải quen biết sơ. Trước đây tôi giúp ảnh mua máy xí nghiệp tư nhân, ảnh rất là rộng rãi, tặng tôi rất nhiều thứ. Cái món này, đồng hồ trang sức đều là do ảnh tặng, thiệt là hết chỗ chê. Ảnh là người rất rộng rãi, đối với những nhân viên cấp dưới làm được việc đều hăng hái khen thưởng. Tuy cô không phải cấp dưới của ảnh, tôi cũng rất cảm ơn cô tận tâm tận lực phục vụ ảnh. Xin lỗi, thất lễ rồi. Cô đã làm bể cái ly cà phê rồi, sau này chúng ta không còn cơ hội uống cà phê nữa. Chắc cũng đã sắp tới giờ, hay là chúng ta vào trong đi. Được, đi thôi. Bây giờ bốn cái chân bàn đã làm xong, sau khi đóng cây đinh, con voi có đứng lên cũng không sợ. Để lát nữa nhà đầu cờ đó tăng học về nhìn thấy chắc sẽ vui chết được. Alo, chuyện gì? Sao bất cẩn vậy? Được rồi, tôi qua liền. Có chuyện gì? Công trường có chút phiền phức, bây giờ anh đi xem một lát, em giúp anh dọn dẹp, đợi anh về làm cho xong cái bàn. Anh ăn chút gì trước đi, lát nữa lại không có thời gian. Được rồi. Sao hả? Cái ống không đúng khớp, không gắn được. Đổi cái bồn cầu khác đi. Hàng thì có, nhưng mà không sắp xếp xe đến kịp, phải đến thứ sáu mới đem tới được. Vậy thì không xong, em đã hứa cho chủ nhà là hai ngày giao mà. Vậy để thầy đi một cái miệng ống đi gắn tạm nha. Chỗ này có tôi với chú Hải được rồi, hai người đi về trước đi. Được, em đi trước nha anh An. 1, 2, 3. Ta-da. Wow, đẹp quá. Con coi bà rất thương con kìa, đặc biệt làm cho con cái bàn đó. Con rất thích. Làm hứa sẽ cố gắng học hành. Nè, bây giờ má phải đi chợ để nấu một vài món cho ba của con ăn. Gần đây ba con ăn cái gì cũng không ngon miệng. Dạ. Gấp chưa? Ok, được rồi. Sao vậy?
Nè, sao vậy? Sắc mặt của cháu tái xanh à? Có phải không được khỏe hả? Không sao. Cháu không sao chứ? Đổ hết mồ hôi lạnh kìa. Không có gì chứ? Không sao. Thì đi rót nước uống nha. Alo, chuyện gì bà xã? Có đau không con? Lâm bị thương rồi. Hả? Sao bất cẩn vậy? Thì con nha đầu khờ này đã nói là cái bàn chưa có làm xong, đừng có xài, nó quá nóng lòng, té cả người xuống, kết quả là cái bàn rời ra, bị đâm vào tay chảy máu luôn. Có nghiêm trọng không? Không có nghiêm trọng lắm, dán băng cá nhân rồi, bây giờ đã đỡ một chút. Biết trước vậy mua cái bàn xếp là được rồi. Bây giờ không có gì rồi, thôi nè, đi. Em nói với con, anh xong việc sẽ về nhà giúp cho nó. Ừ. Cứ vậy đi, không nói với em nữa, anh phải đi làm. Ừ, bye bye. Ba kêu con là đừng có khóc, tối nay sẽ về thăm con. Nha đầu khờ. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.